Các dự án công nghệ thường tiêu tốn một khoản đầu tư rất lớn, có thể lên đến vài triệu đô là rất bình thường. Tuy nhiên, không phải ai làm dự án cũng biết số tiền đó được phân tách vào những hợp đồng gì với mục đích nào. Và trong 15 phút của video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút để chúng ta cùng tìm hiểu một chủ đề có vẻ như rất nhàm chán nhưng thực ra nó lại rất quan trọng trong việc triển khai dự án này nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đến với Proma Channel, nơi những chia sẻ hy vọng sẽ giúp ích được ít nhiều cho các bạn trong quá trình quản lý và triển khai dự án. Hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi và để lại một like nếu các bạn thích video này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Thì đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu xem là thông thường trong một dự án tiêu chuẩn thì nó có những các loại hợp đồng như thế nào. Thì đây tôi đang nói đến những hợp đồng mà thông thường triển khai các hệ thống mà đóng gói sẵn theo kiểu là triển khai waterfall nhé. Thì chúng ta có cái hợp đồng đầu tiên, nó thường là nó là cái license hoặc là subscription nếu trong hợp mà một số dự án nó offer cả cái những cái gói thuộc về gói thứ ba subscription, đặc biệt là trên cái nền tảng dịch vụ cloud ạ. Thì hợp đồng bản quyền này bản chất nó giống như là một cái initial package, có nghĩa là những cái gói đầu tiên, những cái standard package, giải pháp standard của nhà thầu mà chưa may đo chó ở bên phía client, thì hiểu đơn giản là như vậy. Thế thì cái license này nó có thể tách ra thành một hợp đồng riêng thông thường nó chiếm khoảng 30-40% tổng về giá trị hợp đồng, hoặc là nó có thể kết hợp cùng với hợp đồng triển khai để tạo thành một cái hợp đồng duy nhất. Thì cái việc tách nó là tùy theo cái khẩu vị của khách hàng cũng như cái chính sách của hãng. Thứ hai, tất nhiên rồi là chúng ta có hợp đồng triển khai gọi là implementation đó. Thường được gọi là PSO, nghĩa là professional service order, có nghĩa là dịch vụ phí triển khai, hay còn gọi là dịch vụ là sao đó chuyên môn, có thể hiểu như vậy nhưng mà người ta gọi là từ PSO. Thế cái dịch vụ phí triển khai này có nghĩa là khi chúng ta đã có gói standard này rồi, đúng không ạ? Gói standard này rồi, có license rồi, thì chúng ta mới bắt đầu cài cắm lên các cái environment khác nhau như là SIT, OIT rồi production để chúng ta chạy. Chạy thì cái việc mà chúng ta triển khai, may đo rồi config rồi làm tất cả mọi thứ để mà nó phù hợp, để mà nó chạy được tại cái doanh nghiệp đó, thì nó là dịch vụ phí triển khai. Thông thường dịch vụ này nó cũng chiếm khoảng chừng 40% cái tổng giá trị hợp đồng, khoảng 40%. Và cái license này thì nó là có thể có thời hạn hoặc không có thời hạn, lát nữa chúng ta nói sau. Nhưng mà thông thường cái dịch vụ phí triển khai này thì nó là cái loại có thời hạn, tức là one off mà thôi, tức là chúng ta bàn làm việc đến đâu, gọi là bàn giao đến đâu thì chúng ta thu tiền đến đấy. Và cuối cùng nó là cái hợp đồng maintenance, một số nơi gọi là license support, hay còn là customer support, hoặc là annual maintenance contract, gọi là dịch vụ bảo trì. Bảo trì ở đây thì nó không phải là loại miễn phí đâu, mà chúng ta có cái thời gian bảo hành thì thông thường nó là miễn phí. Bảo hành có thể là 1 năm 2 năm, chính là cái việc mà chúng ta triển khai đây chúng ta bảo hành. Nhưng mà bảo trì là một cái mà là nó gọi là license support, có nghĩa là bạn sẽ phải tiêu tốn đâu đó khoảng 18-20% cái số tiền của license này để mà chúng ta nuôi cái đội gọi là đội customer support, có nghĩa là người ta sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc trường hợp là có sự cố xảy ra, thì người ta sẽ hỗ trợ một vài những cái liên quan enhancement, upgrade vân vân. Thì cái này nó hơi phức tạp một chút, chúng ta sẽ nói slide sau, nhưng đại khái là nó sẽ có một cái hợp đồng maintenance. Thì hợp đồng này có thể gộp với lại các cái hợp đồng trên này hoặc là tách ra thành cái hợp đồng độc lập. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta có những enhancement hoặc là chúng ta có những cái ad hoc support, gọi là những cái request support theo kiểu là đột ngột gọi là ad hoc ấy, thì nó ví dụ như chẳng may, ví dụ như chúng ta tự nhiên chúng ta muốn roll out ra mà chúng ta làm muốn nhà thầu training cho chẳng hạn, làm dịch vụ training, thì rõ ràng chúng ta sẽ ký một cái supplement, tức là một cái phụ lục hợp đồng, hoặc là chúng ta ký một cái hợp đồng riêng để mà chúng ta triển khai những cái đó. Nhưng mà cái đó thì thông thường nó tương đối nhỏ, thời gian ngắn và cái tính mức phức tạp nó không cao, nhưng mà đại khái là nó sẽ có những cái loại hợp đồng ad hoc support như thế này, hoặc enhancement, hoặc là nó sẽ trở thành những cái gọi là mini PSO, nghĩa là những cái hợp đồng triển khai nhỏ. Tuy là nhỏ nhưng mà các bạn cũng phải hiểu bản chất của nó để chúng ta quy hoạch dịch vụ xem là chúng ta nên ký hợp đồng riêng hay là chúng ta bundle nó vào trong một cái gì đó. Thì đấy là cái mà các bạn sẽ phải view lên, tại vì sẽ không có cái hệ thống nào mà build một cái là sẽ dùng được luôn đâu. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái enhancement, upgrade rồi support, rồi config cái này cái kia để phá cái lỗi này kia, nó sẽ phát sinh rất nhiều những cái chi phí linh tinh đằng sau nữa. Tiếp theo nữa là cái loại hợp đồng business performance incentive, thì cái này rất ít khi gặp, nó vẫn có đấy nhá, nó vẫn có nhưng mà ít khi gặp, có nghĩa là nhà thầu người ta bán giải pháp nhưng mà để mà giảm cái dòng tiền cho khách hàng thì có thể là người ta sẽ có những cái phụ lục hoặc là có những cái hợp đồng liên quan đến cái việc là performance, đặt ra những cái KPI về mặt kinh doanh, và nếu như mà cái KPI đó vượt
hoặc là đạt KPI đó thì nhà thầu sẽ được hưởng một cái lượng sharing nào đó về cái profit hoặc là revenue liên quan đến cái hệ thống đó. Thì cái này cũng đã là có nhưng mà rất ít khi xảy ra. Và đấy thì cái loại này chính là cái loại mà sharing revenue và transaction pay, có nghĩa là đây là một cái loại khác nữa, tức là cái loại này thì cũng khá phổ biến gặp ở tại trường Việt Nam ấy, có điều là nó ít áp dụng cho các cái dự án theo kiểu là chuyển giao công nghệ và hệ thống thôi, mà nó thường là áp dụng cho cái loại như kiểu là các dự án front end, có nghĩa là thuộc về business mà nó tạo ra các transaction kiểu như VNPay, người ta gia công cái người ta cung cấp giải pháp mobile banking cho các ngân hàng chẳng hạn, thì có thể là người ta sẽ không cần bất kỳ một cái chi phí nào liên quan đến license hoặc implementation, hoặc là cần nhưng mà tương đối ít. À, cần nhưng mà cái ban đầu của nó rất là thấp, cái vốn đầu tư ban đầu nó thấp, nhưng mà khi mà tạo ra transaction ấy, thì người ta sẽ thu phí dựa trên cái transaction đó, hoặc là dựa trên cái revenue, hoặc là cái transaction amount, cái giá trị của transaction đó, thì người ta sẽ chia sẻ lại cho cái bên phía nhà thầu. Thì cái này nó mang tính chất hợp tác kinh doanh nhiều hơn là các cái dự án về triển khai công nghệ thuần túy, nhưng mà cái mô hình contract model này là có, và nó cũng rất là nó rất là hữu ích, cũng như là có cái ưu điểm của nó là chúng ta sẽ không phải bỏ ra những cái fixed fee, những cái sunk cost, tức là những cái chi phí ban đầu đầu tư cao mà chúng ta chưa biết được là transaction nó như thế nào. Thì cái này thì rõ ràng là nhà thầu người ta sẽ chia sẻ rủi ro cùng với chúng ta. Thế thì bây giờ tôi sẽ nói sâu hơn một chút về những cái loại hợp đồng liên quan đến license và subscription. Thì đầu tiên đây là cái loại mà thông thường nó sẽ chia làm hai loại là license vĩnh viễn và có loại là license có thời hạn mà thôi. Thông thường nó sẽ là có thời hạn, và khi có thời hạn thì chúng ta sẽ phải là recurrent, có nghĩa là chúng ta phải tái tục cái hợp đồng đó. Ví dụ như sau 5 năm hoặc sau 10 năm thì chúng ta sẽ phải trả thêm một cái lượng tiền để mà tái tục cái hợp đồng license này. Thế license nó tính theo nhiều cách, nó có thể là tính theo cái duration như tôi nói, tức là cái thời hạn thông thường là 10 năm tùy theo chúng ta đàm phán, rồi cho số lượng user tham gia về hệ thống, rồi cái loại user nó là thuộc user về kinh doanh hay front office, middle office chẳng hạn, rồi cái những cái environment mà chúng ta cài cắm lên, rồi cái module mà chúng ta muốn sử dụng. Cái này rất là phức tạp, thực sự là rất phức tạp, nếu chúng ta không tỉnh đòn là nó sẽ rất là khó về sau. Rồi những cái bó user, những cái gói user mà chúng ta muốn mua, rồi có thể là bằng cái business performance, căn cứ theo business performance. Thông thường cái này nó chỉ áp dụng cho những công ty mà listed trên sàn chứng khoán thôi, niêm yết sàn chứng khoán thôi. Và những cái điều khoản về sẽ là cái next license cycle, cũng nghĩa là sau 5 năm, 10 năm thì cái giá mà tôi renew license là như nào. Thông thường thì theo tiêu chuẩn thì nó sẽ bằng 80% cái license ban đầu, 80%. Còn nếu chúng ta đàm phán được cái tầm rơi xuống khoảng chừng 60-70% thì cũng là ok. Một số nhà thầu thì người ta sẽ không nói cho chúng ta biết là cái giá license lúc đó là bao nhiêu đâu, người ta sẽ đàm phán lại, thì nó tùy theo, chúng ta sẽ phải work out ra. Thế có loại subscription thì nó cũng tương tự như vậy, nó cũng có thể căn cứ theo duration, number of user hoặc là use module. Thì cái loại subscription này thì nó ít dùng lắm, tại vì nó thường áp dụng cho các dịch vụ cloud based, có nghĩa là dịch vụ kiểu như là software as a service, nên là nó sẽ khó. Nó sẽ hơi thực ra nó không phức tạp bằng cái loại trên này, nhưng mà nhìn chung là nó đang không đúng trọng tâm về cái việc là chúng ta đang triển khai các dự án theo kiểu standard package và triển khai theo kiểu waterfall. Thứ hai là chúng là liên quan đến các loại về PSO, tức là license triển khai. License triển khai thì như tôi có nói, nó không phải là loại recurrent, có nghĩa là nó không lặp lại, mà nó sẽ chỉ là one off, có nghĩa là tôi trả chặt một lần rồi thôi và thanh toán theo cái tiến độ triển khai. Thì nó lại chia làm hai loại là fixed fee và T&M, có nghĩa là time and material. Fixed fee có nghĩa là chúng ta đưa ra một cái scope và chúng ta yêu cầu nhà thầu estimate cái efforts, có nghĩa là cái nỗ lực dựa trên cái scope đó, và chúng ta nói rằng là đây là hợp đồng fixed fee, có nghĩa là bao gồm cả các loại về travel, rồi expense, accommodation, vân vân, whatever cái chi phí mà nhà thầu phải chịu, thì tôi sẽ chỉ tính một cái fixed fee như thế này để ông đưa cho tôi một cái given scope, có nghĩa là deliver một cái scope mà chúng ta đã commit từ trước đó. Thế thì cái này nó cũng có ưu và nhược điểm. Nếu mà chúng ta biết rõ scope rồi thì chúng ta nên ký hợp đồng fixed fee để chúng ta control được cái timeline cũng như là cái chi phí ngân sách. Nhưng mà trong trường hợp có rất nhiều những cái mà chúng ta không biết được scope thì rõ ràng là, hoặc là scope nó rất là flexible thì rõ ràng chúng ta có thể phải tìm kiếm đến một cái giải pháp gọi là time and material, cũng nghĩa là đây là một cái loại hợp đồng mà nó lại chia làm hai loại là with cap và no without cap, cũng nghĩa là no cap ấy. Cap có thể hiểu là trần hoặc là cái limit.
Thế time material hiểu đơn giản là chúng ta chưa cần biết scope là gì, hoặc là chúng ta biết nhưng mà chúng ta không biết rõ, không biết rõ. Chính vậy nên là chúng ta sẽ ký một hợp đồng tiên em với nhà thầu chẳng hạn 500 ngàn đô chẳng hạn. Thế thì nhà thầu làm được bao nhiêu, như kiểu nó là hợp đồng nhân công mà, làm bao nhiêu thời gian thì chúng ta sẽ record cái thời gian đó và trả tiền. Ví dụ như là 500 ngàn đô tương đương với khoảng chừng 500 man day chẳng hạn, mà người ta chỉ làm finish cái khối lượng công việc trong vòng 300 man day thì rõ ràng là chúng ta sẽ tiết kiệm được 200 man day. Thế còn cái quit cap và no cap này có nghĩa là nếu mà là quit cap có nghĩa là chúng tôi giới hạn là cái budget của chúng tôi chỉ là 500 ngàn thôi, còn cái việc mà các ông gọi là burn down có nghĩa là tiêu tốn cái lượng thời gian mà vượt qua 500 ngàn là tôi sẽ không trả nữa. Còn cái loại quit down cap này có nghĩa là vượt trăn qua 500 ngàn thì hai bên sẽ có quyền đàm phán và nhà thầu sẽ có thể là sẽ phải trả thêm khách hàng, tại vì nó vượt trần rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn open một cái backdoor là chúng ta có thể trả vượt cái trần đó, thì nó gọi là cap và no cap. Nó đơn giản là như vậy thôi, nó đơn giản là bạn có vượt được cái limit về mặt budget hay là không. Và lưu ý rằng là những cái hợp đồng và fixed fee này thì nó cũng phải có những cái cam kết rất là chi tiết liên quan đến resource là như thế nào, rồi capability của cái đội triển khai đó, rồi những cái timeline, commitment đối với việc triển khai delivery là như thế nào. Tất nhiên nó chỉ mang tính chất lý thuyết thôi, còn trong thực tế thì nó sẽ rất là khó để mình có thể đạt được cái baseline ngay từ ban đầu. Và cái tiếp theo là có những cái change request, ví dụ như là nếu mà trong hợp đồng là cái hợp đồng fixed fee mà chúng ta đưa ra những scope mà vượt qua ngoài cái scope mà chúng ta đã cam kết rồi thì rõ ràng nó sẽ là một cái yêu cầu thay đổi, một cái change request, thì lúc đó người ta lại estimate effort và người ta add cái scope đó vào và người ta lại thêm cái effort vào, thì nó là một cái chuyện rất là bình thường. Cái này tôi đã nói nhiều lần ở những cái bài trước liên quan đến quản lý yêu cầu thay đổi rồi, các bạn có thể tìm lại ở trong các series từ trước đó. Tiếp theo là chúng ta đến hợp đồng maintenance hay còn gọi là AMC hoặc là customer support đấy ạ. Thì maintenance thì nó có là nó dùng để maintain, cũng nghĩa là duy trì những cái dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng, duy trì. Như bạn sẽ nói ồ tôi đang sử dụng bình thường thì cần gì phải duy trì, đúng không? Nhưng mà không phải như vậy đâu, các bạn đang sử dụng bình thường tự nhiên nó vẫn có thể có lỗi là chuyện bình thường. Nó có lỗi này lỗi kia do các bạn update những cái hệ thống có liên quan vân vân, hoặc là còn do các bạn cài cắm cái này cái kia, hoặc là cấu hình người dùng nó không được chuẩn, hoặc là permission có vấn đề vân vân. Có rất nhiều cái mà cái xe giống kiểu cái xe bạn mua về đâu phải bạn tự có thể lo được hết mọi thứ đâu, bạn vẫn phải bảo dưỡng định kỳ, vẫn phải maintain nó mà, đúng không? Tiếp theo nữa là người ta có thể hỗ trợ các bạn một số những cái nhỏ liên quan đến upgrade, còn trong hợp mà những cái upgrade lớn thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải ký các hợp đồng upgrade riêng và có cái đội PSO, cái đội professional service ấy, người ta sẽ hỗ trợ, thì cái đấy nó lại là cái hợp đồng riêng mà không phải là thuộc cái đội customer support này phụ trách. Và cái đội hợp đồng AMC này cũng cho phép chúng ta là có thể là nhận được support từ đội CS, customer support này, liên quan đến các issue fixing hoặc là những cái mini enhancement mà bên phía client người ta tự làm. Thì đây cũng là một trong những cái mục đích của cái hợp đồng AMC này. Đấy, thì cái hợp đồng AMC này gần như là bắt buộc các bạn nhé. Các bạn sẽ không thể nào mua một cái dịch vụ deploy lên triển khai mà lại không có cái, không có hợp đồng maintenance này, chắc chắn phải có. Và cái giá trị của nó thông thường nó dao động trong khoảng từ 18-20% cái giá trị của cái hợp đồng license. Ví dụ như bạn trả license là 1 triệu đô chẳng hạn thì bạn sẽ mất 200 ngàn đô một năm cho cái phí license này. Nó như vậy, nó cũng tương đối nhiều đấy chứ không phải không đâu. Thế còn vấn đề về business performance incentive thì sao? Thì cái này nó ít khi gặp nên tôi sẽ chỉ nói nhanh thôi. Thì nếu mà cái khối kinh doanh đó, cái khối thụ hưởng cái giá của cái hệ thống đó mà vượt được cái KPI hoặc là đạt được cái KPI về mặt business, thì cái nhà thầu cung cấp cái dịch vụ đó sẽ có thể có những cái incentive, gọi là những cái tưởng thưởng hoặc là cái profit sharing hoặc là revenue sharing, thông thường là profit sharing từ cái hệ thống đó, từ cái hệ thống đó. Nó như là một cái cam kết động theo, nó sẽ biến động theo cái sao nhỉ, cái giá trị mà các bạn tạo ra về mặt kinh doanh đến từ cái giải pháp đó, để nó làm giảm cái chi phí đầu tư upfront, tức là ngay từ ban đầu, giảm cái chi phí đầu tư fixed cost ngay từ ban đầu, và nó tăng cái tính cam kết của phía nhà thầu trong cái việc là đây là ông đang là cùng hội cùng thuyền cùng chung mâm với tôi, thì ông sẽ làm cái giải pháp nó tốt hơn để chúng tôi tối ưu về kinh doanh, để chúng tôi đạt được các chỉ tiêu về mặt kinh doanh, tại vì kinh doanh nó vẫn là cuối cùng của vấn đề, đúng không? Thì cái này thì nó cái hợp đồng này nó cũng ít khi xảy ra lắm, tại vì là nó thực ra cái mối ràng buộc của nó hơi phức tạp, cái việc execution và monitoring của nó rất là khó. Thì nhưng mà tôi cũng đưa ra để đây để các bạn biết là có những cái loại mà
nó có những cái phụ lục về business performance incentive này thôi, chứ còn trong thực tế thì chúng ta cũng ít khi gặp lắm. Ok, thì cũng đã hết 15 phút của bài ngày hôm nay và chúng ta đã đi qua một vài những cái loại hợp đồng trong triển khai dự án và cái mục đích của nó, vì sao chúng ta phải chia ra làm những mục đích như vậy, để các bạn nắm được xem toàn bộ cái bức tranh về điều khoản thương mại cũng như là các loại hợp đồng để chúng ta phân bổ chi phí, rồi thì là nắm bắt được các cái góc cạnh khi chúng ta đàm phán SOW cũng như là đàm phán hợp đồng với phía nhà thầu để nó đạt được những cái điểm cân bằng cần thiết, tối ưu ngân sách và hiệu quả cho dự án của các bạn. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bài tiếp theo.